Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Thêm một quan chức bị kỷ luật vì dùng bằng giả. Ngày 29 tháng 10, AFA tiếng Việt loan tin, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh Bắc Ninh dùng bằng thạc sĩ giả. Theo đó, chủ nhiệm Ủy ban tỉnh Ủy Bắc Ninh, ông Nguyễn Công Thắng, vừa bị Ban Thường vụ tỉnh Ủy kết luận đã sử dụng bằng thạc sĩ giả để bảo vệ luận án tiến sĩ sau đó lại dùng bằng tiến sĩ để thi nâng ngạch Kết luận này được đưa ra ngày 26 tháng 10. Và đây là hình bản tin trên RFA. RFA cho biết, Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh xác định ông Nguyễn Công Thắng, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bắc Ninh đã vi phạm các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong việc sử dụng giấy công nhận không hợp pháp, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của ông đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân afa dẫn truyền thông nhà nước cho hay ông thắng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng theo lý lịch ông thắng còn học đại học chuyên ngành luật là thạc sĩ kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh là thạc sĩ luật chuyên ngành luật hình sự và tố tụng hình sự là tiến sĩ kinh tế chuyên ngành kinh tế chính trị có bằng cấp cao cấp lý luận chính trị Ông Thắng đã từng giữ qua nhiều chức vụ quan trọng ở Bắc Ninh từ năm 2007 khi mới 36 tuổi vào năm 2019, ông Thắng được bổ nhiệm làm trưởng ban dân vận tỉnh ủy Bắc Ninh. Vào ngày 20 tháng 4 năm 2022, ông Thắng được bổ nhiệm làm chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bắc Ninh khi mới 39 tuổi. Và đây là hình nhóm mua bán bằng giả ở Bến Tre bị tuyên án. Không riêng ông Nguyễn Công Thắng Chuyện cán bộ quan chức sử dụng bằng giả là chuyện khá phổ biến ở Việt Nam, chỉ có ai xui thì bị lộ mà thôi. Trước đó ngày 23 tháng 3, báo tuổi trẻ cho hay, tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt 49 bị can về các tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức tức bằng giả. Cầm đầu nhóm này là ông Ngô Hồng Nam 40 tuổi, trưởng trạm y tế phường 8, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Ông Nam đã mua hộ 61 chứng chỉ bằng giả cho 48 người, giá mỗi chứng chỉ giả từ 900.000 đến 2 triệu rưỡi đồng tùy thời điểm. Ông Nam bị kết án 5 năm 3 tháng tù với hai tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Hầu hết các bị cáo mua và xài bằng giả nói trên đều đang công tác tại các cơ quan, đơn vị nhà nước trong lĩnh vực y tế, giáo dục ở tỉnh Bến Tre. Xa hơn là vụ án kinh thiên động địa xảy ra ở Đại học Đông Đô, Hà Nội. Và đây là hình vụ án bằng giả ở Đại học Đông Đô. Theo AFA loan tin vào tháng 7 năm 2021, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết Đại học Đông Đô đã cấp bằng tiếng Anh giả cho hơn 400 người. Những lãnh đạo cấp cao của Đại học Đông Đô đều tham gia vào vụ án này, bao gồm ông Trần Khắc Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Dương Văn Hòa, Hiệu trưởng, bà Trần Kim Oanh và Lê Ngọc Hà đều là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô. Ngoài ra còn có nhiều cán bộ của nhà trường này dính líu đến vụ án. AFA dẫn cáo trạng cho biết, Đại học Đông Đô chưa làm thủ tục và chưa được Bộ Giáo dục đào tạo cho phép đào tạo văn bằng 2, trong đó có ngành Anh ngữ. Thế nhưng ông Trần Anh Hùng vẫn chỉ đạo ban giám hiệu viện đào tạo liên tục, viện 4.0 cấp văn bằng 2 giả của hệ chính quy ngành Anh ngữ. Từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019, ông Hùng và các đồng phạm đã cấp bằng giả cho 431 người thu lợi hơn 7,1 tỷ đồng. Trong số 431 người được cấp bằng giả, cơ quan điều tra đã xác định được 210 trường hợp, còn 221 trường hợp còn lại chưa xác định được nơi cư trú, nơi làm việc. Dư luận vẫn đặt câu hỏi về sự bí ẩn của 221 trường hợp này rằng, các đồng chí này là con của đồng chí nào? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin thêm một quan chức bị kỷ luật vì dùng bằng giả xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo đài để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới kim vũ xin kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Tỉnh Hòa Bình bán đấu giá hai con cá nuôi ở lòng hồ thu được 115 triệu đồng. Ngày 18 tháng 10, báo Thanh niên loan tin hai con cá nuôi ở lòng hồ Hòa Bình được bán đấu giá 115 triệu đồng. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tổ chức bán đấu giá thành công hai con cá nuôi ở lòng hồ Hòa Bình thu về 115 triệu đồng. Báo Thanh niên cho biết, bán đấu giá hai con cá nuôi ở lòng hồ Hòa Bình là một trong những điểm nhấn ấn tượng tại lễ hội cá tôm sông Đà, tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất và hội trợ nông nghiệp và triển lãm các sản phẩm trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm vùng Trung Du và miền núi phía Bắc năm 2023. Đây là sự kiện do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức khai mạc tối ngày 27 tháng 10 tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, kéo dài đến hết ngày 29 tháng 10. Và đây là hình bản tin trên báo Thanh Niên. Báo Thanh Niên dẫn lời ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình cho biết, đây là lần đầu tiên địa phương này tổ chức lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình nhằm giới thiệu nguồn lợi thủy sản phong phú nuôi trồng, khai thác từ lòng hồ Hòa Bình. Lễ hội cũng là sự kiện để người dân, doanh nghiệp để mạnh quảng bá, khẳng định nhãn hiệu đặc sản tôm sông Đà Hòa Bình và cá sông Đà Hòa Bình đã được Cục Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ cấp chứng nhận. Theo ông Đinh Công Sứ, thủy sản đang là ngành đóng góp tỷ trọng cao trong cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Hòa Bình, trong đó chủ yếu là nghề nuôi cá lòng trên sông Đà. Hiện nay, Hòa Bình có 2.700 hectare diện tích mặt nước với hơn 4.000 lồng nuôi cá, sản lượng thu hoạch ước đạt hơn 9.000 tấn. Tại lễ khai mạc lễ hội, Báo Thanh Niên cho hay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tổ chức bán đấu giá hai con cá chấm đen, cá lăng đuôi đỏ của các doanh nghiệp nuôi tại lòng hồ Hòa Bình. Trong đó, một con cá chấm đen nặng 30 kg của công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Hải Đăng có giá khởi điểm là 25 triệu đồng. Sau nhiều vòng trả giá, con cá này đã được một doanh nghiệp tại Hà Nội chốt mua với giá là 65 triệu đồng. Con cá lăng đuôi đỏ 20 kg của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và dịch vụ Cường Thịnh có giá khởi điểm là 20 triệu đồng đã bán thành công với giá 50 triệu đồng. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, toàn bộ số tiền 115 triệu đồng bán đấu giá sẽ được dùng để mua cá giống để thả tự nhiên vào lòng Hòa Bình tái tạo nguồn lợi thủy sản. Không rõ tỉnh này có thực sự thực hiện đúng như vậy hay không, hay con số 115 triệu kia sẽ rơi rớt đâu đó trước khi được thả xuống lòng hồ. Và đây là hình tỉnh Hòa Bình quảng bá cho các đặc sản của mình. Được biết, cam, cao phong, cá, sông đà, gà, lạc thủy là những đặc sản của tỉnh Hòa Bình. Tỉnh Hòa Bình từng đưa các đặc sản này về quảng bá tại Hà Nội vào tháng 11 năm 2019 trong tuần lễ giới thiệu sản phẩm cây ăn quả, có muối và nông thủy sản an toàn chất lượng tỉnh Hòa Bình. Tại lễ hội này có các nhóm nông sản như cam Cao Phong, cá chiên sông Đà, cá lăng sông Đà, gà đồi Lạc Thủy, gà ri Lạc Sơn đều là những đặc sản nổi tiếng của tỉnh Hòa Bình có đầy đủ tem truy xuất nguồn gốc. Báo Thanh Niên lúc đó đã dẫn lời ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình nói rằng Tuần lễ này là dịp để chúng tôi tiếp cận giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng, các đặc sản của địa phương mình đến người tiêu dùng thủ đô. Cũng tại buổi lễ, năm hợp tác xã của tỉnh Hòa Bình đã ký biên bản hợp tác với siêu tỷ Bixi để cung cấp sản phẩm thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm như cam cao phong, dê núi lương sơn, gà lạc thủy, bưởi đỏ tân lạc, quýt hòa bình, cá sông đà tại chuỗi siêu thị Big C. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tỉnh Hòa Bình bán đấu giá hai con cá nuôi ở Lòng Hồ thu được 115 triệu đồng xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới